Ngày 6 tháng 9, tại Hội trường Thống Nhất, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình gặp gỡ và biểu dương các thế hệ chiến sĩ tình nguyện, gia đình nuôi tiêu biểu nhân kỷ niệm 30 năm các chương trình chiến dịch tình nguyện hè của thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh 1994-2023. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự chương trình. Chương trình nhằm ghi nhận, biểu dương các thế hệ chiến sĩ tình nguyện, gia đình nuôi đã có nhiều đóng góp, gắn bó với các chương trình chiến dịch tình nguyện hè của thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh qua 30 năm. Hiệu quả lớn nhất từ kết quả 30 năm triển khai các chương trình chiến dịch tình nguyện hè là con người. Có 222.000 thanh niên, sinh viên trở thành hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội sinh viên Việt Nam. Có 96.000 thanh niên tiên tiến trở thành đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Có 6.000 đoàn viên viên ưu tú, chiến sĩ tình nguyện trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhiều chiến sĩ sau khi tham gia hoạt động đã trở thành thủ lĩnh của phong trào. Chương trình cũng tạo môi trường, điều kiện để gặp gỡ, giao lưu, trao đổi, chia sẻ ý kiến, góp ý đối với các hoạt động, phong trào tình nguyện của thanh niên thành phố trong thời gian tới.